Hello mọi người, thì ở video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mua proxy và thêm cái proxy vào Google Chrome. Đầu tiên thì mình để cái đường link trang web mua proxy bên dưới, các bạn click vào đường link, sau đó các bạn đăng ký một cái tài khoản và các bạn đầu tiên các bạn phải nạp tiền vào để các bạn có thể mua được proxy. Ví dụ ở đây mình sẽ làm 100, sau khi click vào thanh toán thì nó sẽ đưa ra cái mã QR. Bạn có thể chụp cái mã QR này và các bạn thanh toán. Sau khi thanh toán xong thì các bạn sẽ có cái số dư và các bạn sẽ tạo mới cái proxy. Thì đây nó có cái loại proxy IPv4 dùng riêng và cái proxy tốc độ cao là cả hai cái mình hay dùng. Và nào mà có điều kiện một chút thì mua cái proxy dân cư IP tĩnh này cũng được. Cái này thì giá hơi cao. Ở đây mình ví dụ mình mua một cái proxy tốc độ cao này nhé. Ở đây mình sẽ click vào. Ở đây nó có một số nước mình làm TikTok, mình kiếm tiền ở trên TikTok thì mình hay dùng mấy cái nước như Anh, Mỹ, Pháp, Đức. Mình tạo kênh nước ngoài để mình kiếm tiền. Ở đây ví dụ như mình mua một con proxy bên Mỹ đi. Proxy bên Mỹ thì ở đây nó có cái giá của nó khoảng 80.000 một tháng. Ở bên này số lượng thì các bạn click vào, ví dụ bạn mua 1 hay mua 2 thì bạn click vào. Và cái giao thức ở đây thì các bạn sẽ chọn sang HTTP đấy. Thì để các bạn cài vào chôm cho nó dễ. Ở đây tôi đã đọc đồng ý và các bạn bấm thanh toán. Sau khi các bạn thanh toán xong thì nó sẽ ở cái phần quản lý proxy này đấy, nó hiện ra cái mục là proxy đang sử dụng, các bạn click vào thì nó sẽ hiện ra cái phần như thế này. Thì đây mình sẽ copy sang phần này để cho nó to hơn, các bạn nhìn nó dễ. Thì ở đây đầu tiên HTTP nó có cái mã riêng đến số 23 này, và nó cách nhau bởi số 2 chấm, là tiếp theo cái mã code và username password ở bên dưới. Thì nó có cái như vậy. Thì đầu tiên bây giờ các bạn sẽ vào cái phần Google Chrome và các bạn sẽ thêm một cái trình duyệt Chrome mới. Một là các bạn đăng nhập cái Gmail vào, hai là các bạn sẽ tiếp tục và không cần một tài khoản. Ở đây mình sẽ tiếp tục không cần tài khoản. Các bạn có thể đặt tên cho nó dễ nhớ. Và bây giờ mình sẽ check cái IP, mình chưa thêm proxy thì mình sẽ check cái, các bạn sẽ vào myip.com, các bạn check cái địa chỉ IP hiện tại. Thì đây hiện tại là đang cái mã nó như này 125 và bên này là Việt Nam đúng không? Thì bây giờ mình sẽ vào cái phần là Chrome proxy. Đấy, các bạn gõ là như vậy. Bạn vào luôn cái dòng đầu. Và ở đây các bạn sẽ click vào cái phần là cửa hàng trực tuyến ở bên trên. Sau đó thì các bạn sẽ gõ cho mình là proxy helper. Bạn gõ, bạn tìm kiếm thì nó sẽ ra cái phần như này. Các bạn sẽ click vào cái dòng đầu tiên luôn. Và các bạn sẽ nháy vào thêm vào Chrome. Bạn click thêm vào Chrome và nháy vào thêm vào tiện ích thì nó sẽ ra cái mục như này. HTTP thì ở đây HTTP chính là cái dòng này, cái đuôi 23 này. Các bạn sẽ copy và các bạn dán luôn vào hai cái, các bạn sẽ dán luôn vào hai cái dòng HTTP này. Còn cái mục code ở bên kia nhé, mục code ở bên kia thì các bạn cũng copy theo cái dòng tiếp theo 38301. Các bạn copy và các bạn sẽ dán nó vào hai cái dòng bên này. Thì ở đây bên dưới các bạn để ý nó có sốc 4 và sốc 5 thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái sốc 4 này, à sốc 5 này. Ở cái phần dưới thì các bạn sẽ proxy for HTTPS. Đấy, các bạn nháy vào như vậy. Bên này các bạn sẽ xong như vậy rồi, các bạn nháy vào chữ Authent này thì nó có ra phần username và password. Thì các bạn sẽ copy cái phần đây, username, các bạn dán vào. Và password cũng vậy, các bạn dán nghe mình cái pass vào ở đây. Đấy, xong rồi thì các bạn sẽ nháy sang bên phải, các bạn để ý này, cái phần tiện ích này. Các bạn sẽ bật lên, các bạn sẽ nháy vào cái phần proxy helper này. Và ở đây nó đang chọn Titan thì các bạn sẽ chọn HTTP proxy. Rồi các bạn bấm vào, các bạn bật lên. Sau khi bạn bật lên rồi thì các bạn quay lại, các bạn check cái địa chỉ IP của các bạn. Bạn nào check lại cái IP thì nó sẽ ra cái IP như các bạn vừa mới cài. Đó, các bạn thấy chưa? 19.19.462.16.623 đó là cái dòng địa chỉ mã IP. Ở đây bên này nó đã country của nó đã là United States là Mỹ rồi. Như vậy là các bạn đã cài xong cái proxy vào Chrome và bây giờ các bạn có thể là sử dụng, các bạn làm việc và các bạn ví dụ như mình hay dùng để mình vào TikTok và mình sẽ đăng bài ở trên cái trình duyệt này cho nó nhanh. Và các bạn có thể mua những con proxy khác tùy các bạn, tùy theo mục đích các bạn sử dụng. Link mình để cái đường link mua trang web mua ở bên dưới, các bạn click vào đường link các bạn mua. Và mình có cái đường có trang web tăng follow TikTok, tăng follow YouTube, Facebook, Instagram vân vân. Các bạn có thể là sử dụng những cái trang web như vậy, các bạn book follow, các bạn tăng follow. Ok, các bạn đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video hướng dẫn mới nhất của mình nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn.